khảo sát nhanh của một số tờ báo điện tử cho thấy có đến 71% người dùng không hài lòng với chính sách hỗ trợ thay pin của Apple sau khi thừa nhận cố tình làm chậm các iPhone cũ. Phần lớn các ý kiến phản đối với lý do Apple cố tình làm chậm máy, tại sao lại bắt người dùng phải bỏ tiền thay pin. Đây chỉ là chiêu của Apple để moi tiền của người dùng và bán linh kiện tồn kho. Không chỉ tại Việt Nam, vụ bê bối của Apple vẫn đang gây nên làn sóng phẫn nộ tại nhiều nơi trên toàn thế giới. Tính đến nay, hãng đã phải đối mặt với 15 vụ kiện.